Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình nhé. Hôm nay trời mưa bão mà có cái bông trầm rừng này nó nở này cả nhà. Trầm rừng gieo hạt đó mọi người ơi. Hoa cũng tạm tạm, mình quay mời cả nhà cùng ngắm hoa nha. Xin giới thiệu với cả nhà lần nữa, đây là bông trầm rừng gieo hạt nhé. Sáng nay mình ra vườn tự nhiên thấy cái bông này. Mấy ngày nay trời mưa dầm lắm, không hiểu tại sao bây giờ lại có bông trầm rừng nở. Mùa này chưa phải mùa hoa của trầm, chắc do bị sốc nhiệt đó cả nhà ơi. Mưa nắng thất thường quá, cây ra ki tùm lum hết. Giã hạt nhà mình với kèn nhà mình nó ra ki tua tủa luôn, chẳng có bông. Nó thắt ngọn xong rồi mưa dầm quá nó đâm kỳ luôn. Trầm rừng gieo hạt thì rất là rẻ thôi nha cả nhà, giá thành rất là rẻ, chơi cũng được, rất hợp lý để chơi luôn. Mời cả nhà cùng ngắm qua cả toàn chậu của em ấy nha. Đây là chậu này, nguyên cả cái chậu này hồi đó mình mua có 150 đó mọi người, 150 về mình trồng á cả nhà ơi. Sang năm nay là năm thứ hai rồi. Đây cũng có một thân rất là đẹp này cả nhà, thân bên đây cũng đẹp, không biết sao mà mắt nó đang sưng sưng hết rồi, không biết có phải nó đang mua này không. Đây này cả nhà ơi, xe nó chạy ngang. Đó, đây là chậu ki này cả nhà, mình để cho nó tự nhiên thôi, kệ nó vậy, bỏ phân tan chậm vô, lâu lâu xịt phân cho nó, ít xịt phân lắm. Thường những cái chậu lan thường đơn giản thì mình chỉ cho về quy luật về môi trường tự nhiên thôi, tự sinh tồn cỏ này cả nhà. Nhìn nó rất rêu phong cổ kính. Mưa mà thối úng cả gốc này cả nhà ơi, mưa dầm nhiều quá úng cả rễ luôn rồi. Chậu này chắc bữa nay phải gây về cho nó khô khô mấy ngày, rồi mưa dầm mấy ngày liên tục giờ để trong nhà cho nó khô khô nước, nó khỏi bị úng đó cả nhà. Thân cũng tạm được, thân không to nha cả nhà ơi. Mình có mấy chậu trầm thân to lắm mà chậu trầm này sao thân nó không to. Mình mua thì người ta nói là trầm rừng gieo hạt đó cả nhà. Cả nhà ơi, cả nhà mua hàng, cả nhà để ý nhá, trầm rừng gieo hạt người ta bán, người ta hay nói là năm canh trắng cả nhà. Vì thân trầm là lá xanh sạch. Cả nhà, thân trầm là lá nó xanh sạch đó cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mình xin chia sẻ lại một lần nữa nhá. Kênh của mình là chỉ chia sẻ những mặt hoa lan nhà mình nở, mình quay mời cả nhà cùng ngắm với mình cho vui. Chứ mình không có bán lan nha cả nhà. Hôm bữa có bạn vô bình luận đó là hoa xấu rồi này kia kia nọ. Mình đâu có quảng cáo để mình bán lan đâu. Đây mình chỉ chia sẻ theo, mình đã nói rồi, mình thì chỉ chia sẻ theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình, theo cái cách nhìn của mình thôi. Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về lan. Nhưng mà theo mình thì đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp. Chắc tại mình thích hoa cho nên mình nói vậy đó. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý để mình có khi mình rút kinh nghiệm về sau nha mọi người ơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình và đồng hành cùng mình để kênh của mình được 1.000 sub nha cả nhà. Đó, nói chung là ngày mưa mà có hoa ngắm cũng đỡ. Hoa trầm thì rất là thơm nha mọi người, đặc biệt của hoa trầm thì là rất là thơm. Cái này người ta gọi là môi tuyết đó cả nhà, mắt đen này. Trầm thì đa số là môi tuyết rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đó, hoa trầm là môi tuyết rất là đẹp.
ngắm cũng đỡ buồn cả nhà. Mùa mưa bão mà chỉ cần có hoa ngắm là được rồi. Mình rất thích hoa, nhiều khi trời nó mưa nó âm u á. Mấy ngày nay toàn mưa dầm không à, miền Trung lũ lụt. Mà mình thì có hoa ngắm. À hoa này, hoa trầm này là cánh sáp nha cả nhà. Cả nhà thấy cánh nó bóng nó sáp không cả nhà? Rất là đẹp, nhìn ở ngoài đẹp lắm cả nhà ơi. Nói chung là trầm gieo hạt mà vậy là rất là đẹp rồi. Chỉ có thân nó hơi nhỏ thôi. Ở ngoài vườn mình có mấy chậu thân to lắm mà sao cái thân này nó nhỏ vậy. Kia thì mình mua hàng rừng, hàng ấy, hàng cây rừng, cây già rừng về mình trồng. Còn cái đây là mình mua hàng gieo hạt. Đây mình mua hàng gieo hạt cho nên là thân nó nhỏ lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình.